Đội hình toàn sao này mà không thắng được nữa thì thôi. Đội hình toàn sao kiếp. Mày nhìn nè, tiền đạo Lewandowski, Benzema, cánh trái thì Kylian Mbappe, có cả cánh... cái gì Casemiro ở này, cánh phải mẹ em cũng nhìn thấy à, cánh phải Lionel Messi, mẹ cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhạc nhẹ anh ơi. Gì? Ôi trời, mẹ thằng này bắt đạt được, được. Mẹ cái thằng cộng 1 này. À, thằng vừa rồi nó có cái thằng Torres. Mẹ mày cộng 3 khó đá thôi. Nào. Cảm ơn Phạm Tiến Dũng nhá. Đấy, bình tĩnh thôi, đúng rồi. Nhẹ nhàng. Cái chuyển khai bóng ở sân nhà. Tình cảm. Đấy. Này. Ai? Messi. Messi. Này. Lewandowski sút. Ôi giời. Ôi con mẹ giơ tay, chúng tay, chúng tay, bóng chạm tay. Chúng tay. VAR. Ơi. Đây, bắt. Rồi, tao trong rồi, tao trong rồi. VAR ngay mẹ. Ấy à. Không được, không được đâu. Ui giời. Con mẹ. Ai lỗi? Nó lỗi, nó lỗi, mình lỗi ra được trong vòng cấm. Bù láo thật. À, từ từ từ. Đâu rồi mày, đâu rồi? Em bên trên này, bên trên góc trên này. Ơi đừng. Ôi. Lỗi anh ơi. Lỗi nào mà lỗi? Này. Nó nhanh quá. Đúng rồi. Đây này, thấy không? Tao biết nó ngoặt đâu mà. Đấy, tao biết mà. Tất cả nằm trong dự đoán của tao hết rồi. Lên 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 lên. 4-3. Này, chuyền vào. Đúng rồi. Mình đông người đông thế mạnh. Này, được chưa? Ủa. Đẹp chưa? Bạn đẹp anh ơi. Đẹp anh ơi. Ui giời ơi. Mẹ mày. Dâm bà cái thằng quát con này rồi, rồi nuốt được. Nuốt được anh ơi. Bố khỉ. Phối hợp nó cứ phải gọi là gì? Cái tầm cỡ nó như kiểu là ừ, cái tầm này phải đá chung kết được cúp C1 châu Âu rồi. Ủa, cái gì đây? Lối chơi gì đây? Mẹ cái lối chơi này không được. Chơi nó sao được. À, lên Robertson. Andrew Robertson. Ui tí coi. Ôi ôi. Anh tao ơi. Mày nhìn mày. Thì tao định chuyền mày, mày vừa nhìn ra. Đấy đi đâu. Hay. À, quá chuyên hay là Van Dijk ơi. Chuyền. Đây rồi. Messi. Chuyền về tuyến 2 đi. Ôi trời ơi nó khỏe quá. Mẹ mày. Sao nó đấm em. Đá bóng hay đánh người nhỉ. À. Chuyền về. Em gọi người. Rồi. Này, giữa luôn này. Tuyệt vị mẹ rồi. À, chuyển à? Những cái đống 11 đấy. Em chuyển thằng 11. Cái áo nào lại bay thằng đấy ạ? Ai nhìn thấy cái thằng ở vị xa lắm. Ôi. Anh đứng sâu đấy, anh đứng phải. Con mẹ ra côn nhà mình. Ôi. Ôi ôi, không. Nhanh quá. Không sao, sao thủ môn mình. Mẹ thủ môn cu toa mày. Ôi sao, sao đây? Ui. Nhìn nhầm. Cháu nhìn thấy cái áo đen đứng cạnh thằng áo đỏ. Rồi rồi. Kệ tự động bắt cánh đi. Này tao ra tao be của thằng tự động. Kèm trong đi. Nó không dây được đâu. Kèm xong rồi. Đi đâu? Giời ơi. Lối chơi nhìn thấy sự tự từ túng rồi. Rồi, bật lên. Chuyên cầu lên Toni Kroos hay thằng nào đấy? Mẹ ai là Casemiro rồi. Đá này là nó muốn ra khỏi sân lắm rồi. Mẹ để yên, tao thay thằng này ra. Ý thức đá bóng. Mẹ mà không được. Đá bóng. Chuyền bóng đi hỏng. Nó xoạc cái quả. Nó. Yếu đạo đức nhờ. Đạp vãi. Casemiro là chết bẩn. Thay ngay ra khỏi sân. Được, chấp nhận được. Nào. Tao nhảy hàng rào cho. Mày be nó truyền đi. Được em be rồi. Ui sút luôn à? Ôi. Vãi. Nhảy hàng mà nó vẫn sút vào rồi. Con mẹ à. Nhảy hàng rào rồi đấy. Thế mà lại sút vào được. Biết thế điều thủ môn. Đùa chó đấy. Mày lên bóng dần đi. Cho cầu thủ lên. Ok anh ạ. Mày đừng cần nhìn tao. Đấy. Bật về. Ui thì được. Được. Đứng chuyên kiểu đấy. Không chạy được đâu. Mẹ mày cầu thủ. Chỉ toàn có trăm linh mấy. Mẹ ơi. Thói quen. Đã mấy thằng ấy. Đây rồi. Rồi. Mẹ à. Ui dồi ôi. Đấm nhau à. Luka Modric. Anh đấy. Này. Đấy, chạy được này. Chạy đi. Ui dồi ôi. Đéo được. Thế mà mày bảo tao là mày chạy được. Ôi vãi, nó trông nó khổ ấy. Này, chuyện bật sang. Này, Messi. Ôi. Mẹ đéo kiếp có pen nhỉ. Chọc vào chân kiếp. Em nghĩ là cho Song Heung-min vào anh ạ. Song Heung-min vào.
Hợp. Đã xong human hợp. Đó xong vào đây nhá. Thầy Benzema nhá. Nếu anh em xem những video và thấy hấp dẫn và bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe. Hãy nhớ luôn luôn bật chuông để nhận được những video mới nhất đến từ kênh Bomen nhé. À, mày đi đâu em biết cậu bây giờ? Gọi người. Không, cứ bình tĩnh, mày phải ra mày hút người chứ. Chuyện... Rồi. Đây. Ê! Cái gì đấy, sút trong gần đi bố! Mẹ, sút như cái đồng gì? Cái góc gần to như thế mà đeo sút. Mẹ, đấy cậu tù chỉ số thì tập cưa với cả mệt quá. Thì có bảo là nhanh chuyển đến như thế quen, rồi. Thói quen đá kia không khó thay, từ từ nhận thức là mình đá đội kém, đội 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 chỉ số yếu đang bị kia quen. Không thì mày cứ sút vuông mạnh ấy là vào. Rồi. Ôi giời ơi. Tranh đi. Chuyển lên. Messi. Sau kia. Đâu đấy? Rồi mà. Mạnh lắm rồi đấy. Em ấn hết cỡ cái W để chọc khe bên dưới đấy. Nó việt vị, đừng có chạy theo nó. Ôi ông tiếng Anh này. Ôi trời ơi, sao mày lại chạy xuống? Bởi vì nó việt vị hết rồi mà. Tiếng Anh. Phải dâng thằng Van Dijk lên chứ. Theo kèm ấy. Kèm. Đi từng quả đấy chứ. Rồi, giữa. Tiếng Anh. Lên này. Bật. Rồi, này. Phải lên đều bóng. Này, chọc. Ui, ôi, được. Chọc nhẹ thế rồi mà. Khoan, thằng kia bị tì. Anh vào đi. Đây. Bắt ngoài rồi. Này. Ui. Chuyền. Chuyền. Ôi, đéo ấn được anh ạ. Ấn chuyền ấy nó cứ kiểu giữ lại ấy, khổ. Nhảy nhanh cơ, thằng này bọn này chỉ số thấp. Nhảy lắm. Ta quen đá chỉ số cao rồi gặp với anh này. Thằng đá này mới chơi hát được, mới tập luyện được. Đúng rồi. Tạo thói quen tốt. Tạo thói quen phối hợp. Ơ, chọc cho thằng kia đấy. Có tao à? Đấy, đẹp luôn này. Bắt đi đây thấy chưa? Để tạo thói quen ban bật. Nhưng mà đá mấy thằng này đúng kiểu đá giống phim PES 2022 quá. 2023. À quay. Quay từ bên đấy vào. Đúng rồi. Quay. Đúng rồi, ta quay bên này vào. Quay vào. Câu giờ đấy. Này nó biết là nó trình độ nó không bằng anh em mình, nó đang câu giờ đấy. Thấy không? Nào, quay đi. Quay. Lên. Giữa này anh. Chuyên. Đúng rồi. Dưới được anh em. Lên này. Chưa kịp chạm bóng cơ. Chưa kịp vào. Vào luôn. Bây giờ rồi. Lên luôn. Đây tao dưới này, một kèm một luôn. Mày kèm gật đi thế anh. Ui vãi. Đâu đem để AI kèm đấy. Thiên là mày kèm đi. Kèm kiểu đấy là em sợ nó thọt thôi. Đây, bật vào giữa. Rồi. Lên này. Thẳng lên này. Thiên. Rồi. Tao biết giờ rồi, lấy chọc. Không. Ui giời, đấy sút nó phải như thế. Sút nó phải như thế, em hiểu không? Em hiểu không? Sút nó phải như thế. Wow, mấy thằng quát con này. Ui, bà đều luôn này. Đấy, tao bảo mà nó sợ, nó biết là nó sẽ thua nên nó phải câu giờ đấy. Son Heung-min làm cái cú đúp. Ờ, Son Heung-min chạy chỗ. Kiểu đá kiểu mấy thằng chỉ số thấp này phải phối hợp với kiểu đá nó khác bình thường vãi trưởng. Rồi. Nghỉ ngơi anh em. Rồi. Thế anh sút quả này. Thấy thế cái gôn bên gần nó rộng thế. Không nên... quen kia em cứ phát vào mà. Cứ là nghĩa là vào đây mày cứ thiếu lực. Quả này. Ôi quả cuối phối hợp đỉnh mõm anh em ạ.